tức là vào cái là không nghe nó trình bày, em hiểu chưa? Dạ. Xuống cái là phải đè ngay phát một mõm ngay, hiểu chưa? Không nói nhiều. Phá phủ đầu luôn, đánh ý là vào phát là pháo phước là bắn thẳng vào mặt để nó gọi là đánh tan trận địa địch luôn, hiểu chưa? Đánh như Nga, đánh Ukraine đây. Bọn em 50 game đám anh người chịu thế mà. Tiếng Anh mới mua được. Anh chỉ nói tuần bốc nghe này. Tuần hiểu không? Năm nay là mày là sinh năm 86 đúng không? Mày năm nay là mày cũng là 30 mấy tuổi đầu rồi. Tuyệt ạ. Với các thì cái tuổi mày chỉ bằng tuổi đá đêm thôi. Thấy chưa? Thế nên đến khi đừng làm phiền nhiều nhá. Chứ còn mấy cái thằng giang hồ mõm như mày mà động vào cái tầng lớp mafia, nó gọi là cái gì nhỉ? Mafia Internet thì là nó khác dòng, Tuyền hiểu chưa? Anh nói mày nghe này, mày hiểu không? Vâng. Thằng Tuyền nó sai là sai với cộng đồng mạng, nó sai với tất cả, không đứng ra bênh vụ này được. Anh biết là mày gấu rồi nhưng không bênh được, mày hiểu không? Nhưng mà mày này. Nhưng mày này. Nhưng mày này á, hiểu chưa? Chứ còn anh biết là mày số má rồi, mày ý là. Anh đang đi đâu em? Thế bây giờ anh đi gọi là giả giáp, ý là giờ chỉ có đi lấy đồ. À, nói nổ hết. Cập nhật drama 2 giờ sáng, Dương Minh Tuyền trên biến Căng Hồ Ngọc Lân, Bắc Ninh. Rạng sáng 4/3, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, phết lớn nhỏ đều rầm rộ lan truyền thông tin thánh chửi Dương Minh Tuyền bị đâm trọng thương, nguy kịch khiến dư luận xôn xao. Thậm chí, nhiều bài trên mạng xã hội còn đăng tải Dương Minh Tuyền bị đâm vết thương khá nặng, nguy kịch. Nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ những hình ảnh một người xăm hình nằm trong bệnh viện với thương tích ở tay và ở đầu. Dù chưa rõ thực hư thông tin Dương Minh Tuyền bị đánh nguy kịch có thật hay không. Tuy nhiên, các bài đăng chia sẻ về Tuyền vẫn đang nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Trước thông tin trên, sáng ngày 4 tháng 3, lãnh đạo Công an phường Kinh Bắc, Bắc Ninh cho biết đơn vị không nhận được thông tin về vụ đánh nhau nào xảy ra tại Hồ Ngọc Lân. Theo vị này, không thấy có cán bộ nào báo cáo về sự việc này. Tuyền chuyển xuống mở quán ăn và sinh sống ở phường Vân Dương, Bắc Ninh đã 4 năm nay rồi. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an phường Vân Dương, Bắc Ninh phủ nhận thông tin trên và cho biết thông tin này là đồn thổi không đúng sự thật, Dương Minh Tuyền vẫn ở nhà. Trao đổi với chúng tôi, anh Dương Minh Tuyền, hay còn gọi Thánh Chửi, 36 tuổi, trú tại Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết thông tin anh bị đâm là sai sự thật. Anh Dương Minh Tuyền nói, tôi vẫn đang ngủ ở nhà, người ta đồn thổi thế. Sáng đến giờ có nhiều người gọi hỏi thăm quá. Tôi vẫn khỏe bình thường, khẳng định lại thông tin bị đâm nguy kịch là sai sự thật, anh Tuyền chia sẻ. Hello anh. À đây. Em anh Tuyền thôi mà. Mày là em Tuấn Mốc đây. Vâng. Mày bảo. Tức là nói chuyện với người đồng cấp, mày hả không? Chứ không nói, nói chuyện với mấy thằng ông kia. Cái người đồng cấp của tao đâu? Thằng Tuấn Mốc đâu? Tuyền thì nó đang ở... À nhầm, Tuyền thì nói. Tuyền anh ấy đang ở nhà hàng đấy ạ. Bây giờ này nhá, mày cầm dao dí cổ nó, bắt nó yêu cầu đầu hàng đi. Mày không? Tức là thay đổi chính quyền mới ở khu vực gọi là Ina nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.